Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về phần tin tức. Nhân viên y tế nhảy múa trong thang máy bệnh viện ngày trực Tết khiến dân cư mạng thích thú. Quán cà phê phụ thu thuế 100% ngày mùng 1 Tết bị dân cư mạng đổi tên. Quán chay giữa ruộng Cần Thơ thu hút giới trẻ trong dịp Tết. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Trong những ngày người dân cả nước đang hưởng thụ kỳ nghỉ Tết nguyên đán, vẫn có những con người thầm lặng cống hiến cho công việc, cho đất nước. Mới đây trên cộng đồng mạng, chia sẻ một cái đoạn video về hình ảnh dễ thương của một nhân viên y tế trong những ngày trực Tết Nhâm Dần. Cái hình ảnh video này đang lan truyền rộng rãi trên cộng đồng mạng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cho rằng hình ảnh của nhân viên y tế rất là dễ thương và mọi người vô cùng thích thú. Trong một thang máy của cơ sở điều trị bệnh COVID-19, một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít bước vào thang máy. Trước khi vào cabin, nhân viên y tế nhún nhảy theo điệu nhạc trong khi đang chờ thang máy di chuyển tới phòng tiếp theo. Khi nhìn thấy hình ảnh dễ thương như vậy, dân cư mạng đã chia sẻ lại những cái video này nhằm có những cái bình luận hết sức là vui và đồng thời cảm phục những người làm công việc ngày đêm thầm lặng. Có lẽ hành động này vừa để vận động cơ thể, vừa để tăng thêm chút tinh thần phấn khích trước khi vào công việc trong những ngày trực Tết. Chắc có lẽ chúng ta cũng đã biết, năm nay đã là năm thứ ba nhân viên y tế ở tuyến đầu phải gồng mình chiến đấu với dịch bệnh. Những hy sinh, cống hiến của họ đối với cộng đồng là rất lớn, rất đáng trân trọng. Vì thế, ở mọi nơi, mọi hành động của các chiến sĩ áo trắng luôn nhận được sự động viên, khích lệ, yêu mến và cả trân trọng từ cộng đồng mạng. Trong những dịp Tết, những người đi chơi Tết từ mua hàng hoặc là đi quán cà phê thì đều bị tăng giá. Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc quán cà phê phụ thu thuế 100% ngày mùng 1 Tết bị dân cư mạng đổi tên. Quán cà phê sau khi khách đến uống cà phê thì tính thuế VAT là tăng thêm 100% cho khách hàng đã phải nhận một đánh giá một sao từ người dùng trên hệ thống của Google. Đồng thời quán đã bị đổi tên gỗ cà phê VAT 100%. Sau khi cái hóa đơn được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, người dùng nickname là Anh Kiên chia sẻ hình ảnh chụp hóa đơn uống nước tại gỗ copy nằm trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hóa đơn được tính cho khách vào lúc 19:32 ngày 1 tháng 2, tức là ngày mùng 1 Tết. Sau đó anh này về chụp cái hóa đơn chia sẻ trên cộng đồng mạng. Mọi người cảm thấy là không có hài lòng về cái việc mà quán ở đây phụ thu như vậy. Trong cái hóa đơn có chi tiết cụ thể nhóm khách này dùng các loại đồ uống gồm sữa tươi đường đen 28.000, da ua dâu 32.000, Lipton 40.000, trà lại vải 32.000, Milo 35.000, tổng số tiền đồ uống là phải thanh toán 167.000 đồng. Đáng ngạc nhiên, không dừng lại ở số tiền như vậy, quán cà phê này lại phụ thu thuế VAT, có nghĩa là thuế giá trị gia tăng 100% cho một cái hóa đơn này. Khách phải trả thêm số tiền bằng ấy, gấp đôi là 167.000 đồng nữa. Như vậy, tổng số tiền mà khách phải trả cho quán này là gấp đôi, là tổng số tiền là 334.000 đồng. Đáng chú ý là trong cái hóa đơn này là để thuế VAT 100%. Sau khi mà chia sẻ thông tin này lên mạng thì bên báo chí có liên hệ với quán cà phê nói trên theo số điện thoại ghi trên hóa đơn để tìm hiểu xem có cái sự nhầm lẫn nào hay không. Tuy nhiên không thể liên lạc được với chủ quán. Đến trưa ngày 5 tháng 2, tức là 24 giờ sau, khi nội dung hóa đơn được chia sẻ trên cộng đồng mạng, đã có hơn là hàng chục ngàn bình luận về cái hóa đơn kỳ lạ của người chủ quán ở nơi đây tính cho khách hàng. Trong khi đó, một diễn đàn khác có tới 5.000 lượt tương tác và 100 lượt bình luận. Tiền mua hàng bằng tiền dịch vụ, sợ thật.
đây là thế vách ngày Tết mọi người ơi. Trong khi đó là một người nói là thuế vách như thế nào mà 100%. Chủ quán ở đây muốn ngày Tết có thêm phụ thu thì được, chứ đâu có gì sai. Có nhiều người thì họ ủng hộ, tuy nhiên có đa số là không có đồng tình về vấn đề này. Theo quan điểm cá nhân của một vị khách đã đưa ra, nếu chủ quán không nói trước như thông tin trên hóa đơn thì đúng là ăn cướp. Còn nếu họ trao đổi rõ ràng trước khi khách có dùng đồ uống hay không là quyền của khách, lãi lỗ quán tự chịu, thuận mua vừa bán. Nếu làm như vậy thì không coi là ăn cướp, còn nếu không nói thì khách không có đồng tình. Về việc đáp trả bình luận trên thì một nickname khác cho rằng đây là chiêu bẫy khách. Người ta đi ăn uống cũng phải phục vụ, phụ thu thêm 20-30% chứ làm gì mà có 100% như tại quán này. Kinh doanh, làm ăn cần có tâm, đừng có lấy cớ thuận mua vừa bán và trong dịp Tết mà tăng giá như vậy là không có hài lòng. Thậm chí nhiều người còn đề nghị cơ quan thuế hay là quản lý thị trường cần vào cuộc để làm rõ thông tin này và các cách tính tiền của cái chủ quán cà phê trên. Chưa dừng ở lại đây, những lời chỉ trích có phần gay gắt trên diễn đàn. Đến trưa ngày 5 tháng 2 thì quán gỗ cà phê đã nhận được một sao đánh giá từ Google, đồng thời quán bị đổi tên thành gỗ cà phê vát 100%. Và khi chúng ta mua hàng thì chúng ta cũng biết là cái luật thuế giá trị gia tăng đó thì từ là 0%, 5% và 10% áp dụng cụ thể cho các nhóm hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật. Và vấn đề này được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Đi cà phê Tết khách choáng váng khi mà tính thuế giá trị gia tăng tới là 100%. Cái điều này mọi người rất là bất bình. Và nhiều người cho rằng cái việc phụ thu này là tự cái người mà chủ quán tính, chứ không hề có cái giá trị gia tăng nào mà tăng tới 100%. Sau khi chủ quán đã chia sẻ về thông tin được lan truyền trên cộng đồng mạng thì người chủ quán này cũng giải thích, nhưng mà cộng đồng mạng không có hài lòng vì nói là nhân viên nhầm cái chỗ mà thuế VAT 100%, có nghĩa là cái tiền phụ thu chứ không phải tiền thuế giá trị gia tăng 100%. Nhưng thực tế trên hóa đơn ghi rõ ràng là thuế giá trị gia tăng là thuế VAT 100%. Thì dù có giải thích như thế nào đi nữa thì cộng đồng mạng cũng vô cùng bất bình khi chủ quán tính tiền cho khách như thế này. Có nghĩa là phụ thu đi nữa thì cũng phải chia sẻ trước với người khách. Còn ở đây khi mà cái thức ăn, thức uống ở nơi đây thì tăng hầu như là gấp đôi. Như vậy thì trong đó là cái hóa đơn in ra là thuế VAT 100%. Cho nên khi cái người khách người ta về, người ta cũng cảm thấy là cái điều mà bất thường, chia sẻ trên cộng đồng mạng thì họ vô cùng bất bình và phản đối chủ quán này. Đây là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà đi ăn uống hoặc là vào dịp Tết thì chắc có lẽ là ít người cũng hỏi là có phụ thu hay không và phí dịch vụ bao nhiêu. Thường thì trong những cái ngày Tết, người chủ quán họ tự đặt ra cho mình một cái chỉ tiêu thu tiền dịch vụ và tiền phụ thu thêm 20%, 50% hoặc là 80%, chứ không có ghi trong cái thuế giá trị gia tăng mà tăng tới 100%. Cái điều này là sai trái của pháp luật. Và nhiều người cũng bình luận không ai cấm phụ thu cả. Bản thân mình nghĩ nếu cửa hàng mở phục vụ xuyên suốt Tết thì tiền phụ thu coi như là tiền trả thêm cho bạn phục vụ. Nhưng mà từ 20%, 30% thì hợp lý, chứ 100% thì cạn lời. Đây là một khán giả bình luận. Và chủ quán cũng không nên đi ghi trong các hóa đơn là thuế VAT 100%. Như vậy là nó bất hợp lý trong quy định của ngành thuế. Bên cạnh ồn ào náo nhiệt giữa Sài Thành thì quán chai giữa ruộng ở Cần Thơ thu hút giới trẻ trong dịp Tết. Nơi đây rất là yên tĩnh, bình yên. Một quán chai giữa đồng ruộng lúa không sang chảnh vẫn thu hút giới trẻ tìm đến trong dịp Tết. Khách đến đây ngồi ăn hòa mình giữa thiên nhiên, check-in view ở đồng ruộng và chụp ảnh nơi đây. Những không khí yên bình. Đó là quán chay của một chị tên là Bình ở khu vực Thới An, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Cần Thơ. Một cô chủ còn trẻ thưa quý vị khán giả. Chỉ là quán bán ăn chay ngày 2 buổi, sáng 4 chay, chiều các loại đồ chiên, đồ vặt, vân vân. Nhưng mà bàn ghế cốc đặt giữa bờ ruộng lúa. Vậy mà những ngày Tết thu hút hàng trăm lượt khách tìm đến đây để thưởng thức.
chị Bình kể đã hoạt động hơn 3 năm, nhưng khoảng 3 tháng gần đây thì khách phương xa tìm tới mới đông. Trong một cái dịp tình cờ, chị quay video đăng lên cộng đồng mạng, thì quay cái cảnh ngồi khách ăn giữa bờ ruộng rồi uống nước. Rất nhiều người bạn trẻ rất là thích thú tìm tới nơi đây để chứng kiến, thưởng thức tô bún chay giữa ruộng đồng mênh mông như thế này. Phong cảnh rất là yên bình. Ban đầu thì quán chỉ xếp bàn cho khách ngồi dọc bên đường, nhưng mà khi khách đến đông, không còn chỗ ngồi thì chủ quán tận dụng mở rộng ra dọc theo cái bờ ruộng lúa, người già cũng như là trẻ em càng ngày càng đông, vừa ăn vừa hòa mình giữa đồng ruộng với thiên nhiên. Quán rất là bình dân, thuần chay các món chay, buổi sáng thì bún chay, buổi chiều thì các món ăn vặt, đồ chiên, phù hợp với túi tiền, giá từ 5 cho tới 50.000 đồng một bát. Nhiều người tìm đến đây là giữa thôn quê, cánh đồng mênh mông bát ngát, cảm thấy không khí rất là yên bình. Hiện tại là quán cũng mở thêm đến 35-40 bàn, ngày thường có khoảng 200-300 khách đến ăn, đặc biệt những ngày Tết Nguyên Đán. Người chủ chia sẻ khách đông bất ngờ, ngày 29 mùng 1 quán mở cửa không kịp phục vụ vì đến quá đông. Ngày mùng 2 mùng 3 chủ quán phải đóng cửa vì không đủ nhân viên phục vụ. Chiều mùng 4 Tết quán mở cửa phục vụ món chay vì khách tìm đến hỏi đông quá. Cả đoàn có khi tận ở Đà Lạt đến hỏi, rồi tôi thấy khách xa lạ đến nên là không phục vụ thì họ cũng buồn. Cho nên là chủ quán mở lại phục vụ cho bà con xa gần có dịp ghé qua nơi đây. Đôi khi những khách về cũng chia sẻ những hình ảnh khi mà chụp giữa cánh đồng lúa bát ngát mênh mông như thế này, mà những cái món ăn rất là bình dị, và giữa cánh đồng mênh mông họ cảm thấy là một cái điều gì đã mang lại hạnh phúc và bình yên khi mà ngồi giữa ruộng lúa, một bên thì lúa, một bên thì trồng rau. Khi mà những hình ảnh chia sẻ lên cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi phần tin. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để luôn theo dõi những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.